Xin kính chào toàn thể quý anh chị và quý khách hàng đến với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ Hiền Kim thành phố Hải Dương. Thì buổi chiều ngày hôm nay Salon Bên Em lại vừa về thêm một mẫu xe 5 chỗ gầm cao nữa, là chiếc Mazda CX-5 bản 2.5 2016 này. Xe sản xuất là 2016 bản 2.5, đăng ký biển là 90 Hà Nam, chạy chuẩn 5 van. Hiện tại chiếc CX-5 này bên em đang chào bán đến mức giá là 685 triệu. Hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 60% giá trị xe. Cam kết 100% về các vấn đề như đâm đụng ngập nước hay là hồ sơ pháp lý. Cho anh chị ra thợ, ra hãng kiểm tra toàn quốc. Lỗi bên em hoàn tiền 100% và bao toàn bộ chi phí cho khách hàng luôn. Cái này phải nói là rất là chất luôn. Bản 2.5 đăng ký đăng kiểm còn đến tận tháng 6/2022 này. Dàn lốp vẫn còn rất là dày. Lốp vẫn còn rất là dày. Sơn xi theo xe, sơn zin theo xe còn 80-90% theo xe cơ. Xe chạy 5 van. Đèn halogen, tự động đánh theo góc lái và đèn chạy ngày DRC. Rất là đẹp luôn. Từ sơn diện sơn cho đến nội thất. Con này thì chủ cũng đã lên cho em nó là bậc lên xuống thôi. Rất là đầy đủ luôn. Và lót sàn 3D. Cái chiếc CX-5 này được trang bị là dàn âm thanh 8 loa bow, nghe nhạc đập rất là phê luôn. Tất cả các mặt tabi, tắp lô đều được bọc chống chơi. Gương kính chỉnh điện, kiểm soát lực kéo TCS này, rồi là áp suất lốp, hệ thống i-stop. Cái này cũng được trang bị là phanh khẩn, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Nội thất miễn chê luôn. Không phải tự nhiên mà CX-5 là một trong những dòng xe 5 chỗ gầm cao được bán chạy nhất Việt Nam đâu. Tổ phím tích hợp trên vô lăng có thể kể đến như là đàm thoại rảnh tay này, điều khiển bằng giọng nói, rồi là ga tự động, đèn tự động, gạt mưa tự động luôn. Tính năng theo xe không thiếu một thứ gì. Đặc biệt hơn đời này thì cũng được trang bị thêm là phanh tay điện tử và cục điều khiển màn hình trung tâm này. Ghế lái chỉnh điện, nhớ hai vị trí. Ghế phụ cũng là chỉnh điện luôn. Nội thất rộng rãi, đẹp, thiết kế đẹp. Màn hình nguyên bản theo xe, tích hợp cam lùi cũng theo xe luôn. Đề nổ thông minh, gương chiếu hậu, chống chói tự động, điều hòa tự động hai vùng biệt lập và hai chế độ lái là chế độ sport và chế độ thường. Hàng ghế phía sau rất là đẹp, chất lượng da thì miễn bàn rồi. Đời này mà chủ đi có 5 vạn thôi, cũng không phải là nhiều lắm. Khoang cốp của chiếc CX-5 này rất là rộng rãi. Và đặc biệt hơn là lốp sơ cua em này thì chưa một lần chạm đất luôn. Lốp sơ cua chưa một lần chạm đất. 2016 chủ đi rất là giữ gìn. Líp bô đôi thể thao, nhìn rất là cân đối xe. Đèn tròn. Thì sử dụng động cơ 2.5 lít cho nên là mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này chỉ rơi vào tầm 7 đến 7,5 lít trên 100 cây thôi, đường hỗn hợp. Em sẽ quay qua khoang máy cho anh chị khách hàng xem. Khoang máy của chiếc CX-5 này. Đây ạ.
Phía dưới nóc capo của chiếc CX-5 này là khối động cơ 2.5 lít số tự động, sử dụng động cơ Skyactiv của Mazda, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Như em đã nói thì rơi vào tầm 7-7,5 lít đường hỗn hợp thôi, cũng tùy vào chân ga của mình nữa. Cam kết máy zin không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy. Như thế nào thì anh chị cứ đến xem xe trực tiếp thì mình mới biết được. Đấy, và em xin đọc lại thông tin giá của chiếc CX-5 này. Xe sản xuất 2016 bản 2.5. Và giá chào bán chiếc này tại cửa hàng bên em là 685 triệu. Hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho em này lên đến 60% giá trị xe. Anh chị nào quan tâm dòng này thì có thể liên hệ với bên em qua số hotline 0978 607 555, có thể đến trực tiếp tại địa chỉ 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, để mình có thể xem xe thương lượng giá cả tốt nhất.